Tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 10.000 hecta cây ăn quả, hoa, cây cảnh, trong đó có 4.300 hecta cây nhãn. Nhãn lồng của Hưng Yên đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng độc quyền chỉ dẫn địa lý, giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Cây nhãn góp phần nâng cao thu nhập bình quân cho tỉnh đạt 173 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Tại hội nghị xúc tiến thương mại nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2018 và trao quyết định đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Mỹ Hào, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Phó Thủ tướng đã dự lễ ký văn bản hợp đồng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước với các hợp tác xã, tổ hợp tác về tiêu thụ nhãn, cắt băng xuất nhãn sang thị trường Trung Quốc và phân khúc thị trường đô thị trong nước, thăm các gian hàng trưng bày nhãn, nông sản tại lễ hội nhãn lồng tỉnh Hưng Yên năm 2018.